Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều nay thứ hai, ngày 6 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri tại huyện Tuyên Hóa trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh với công tác xây dựng lực lượng tự vệ giỏi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 6 tháng 10 năm 2014, Tỉnh ủy Quảng Bình phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến dự. Phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm, chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực và luôn xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý công chức, viên chức trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định đến thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ở tỉnh Quảng Bình, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang bước vào thời kỳ hội nhập và phát triển với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, thì vấn đề đặt ra hiện nay đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý là chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trên cơ sở xác định tầm quan trọng của công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu kiến thức các chuyên đề kết hợp với tự nghiên cứu, trao đổi, thảo luận gắn với việc vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, xử lý đúng các tình huống xảy ra ở cơ sở. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014. Các học viên tham dự khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức lần này sẽ được tiếp thu 8 chuyên đề. Đây là cơ hội để các học viên hiểu sâu, nắm vững và có hệ thống các nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Sáng nay ngày 6 tháng 10, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Trần Minh Diệu, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại huyện Tuyên Hóa để báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Sau khi nghe nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, cử tri huyện Tuyên Hóa đề nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vật tư phân bón và các điều kiện cần thiết khác cho người dân ổn định đời sống sản xuất sau lũ, tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Việc giải quyết chế độ trợ cấp cho người có công với cách mạng cần được thực hiện kịp thời và giảm bớt các khâu thủ tục hành chính rườm rà. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm y tế cần được đầu tư xây dựng đồng bộ. Cử tri đề nghị nhanh chóng hoàn thiện việc cấp đất rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Chế độ phụ cấp cho đội ngũ công an xã còn thấp, cần giải quyết dứt điểm rõ ràng các vụ khiếu nại tố cáo của công nhân liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, ông Trần Minh Diệu đã trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm. Các ý kiến còn lại sẽ được tập hợp để trình lên Quốc hội trong kỳ họp tới. Cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, trong những ngày này, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Bắc Lý thành phố Đồng Hới đã thực hiện nhiều công trình phần việc thanh niên lập thành tích chào mừng đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5. Mở đầu cho chuỗi các hoạt động là công trình trồng cây xanh tại khuôn viên trường mầm non Bắc Lý cơ sở 2 tại khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới. Mặc dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng với tinh thần chung kết của tuổi trẻ, hội viên thanh niên phường Bắc Lý đã trồng được 40 cây xanh, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh mát. Hội Liên hiệp Thanh niên phường Bắc Lý cũng đã giao nhiệm vụ cho mỗi hội viên thanh niên hãy trồng một cây xanh, mỗi chi hội trồng một hàng cây xanh tại các địa bàn dân cư, đồng thời có kế hoạch tự chăm sóc bảo vệ. 15 trên 15 chi hội ở các tổ dân phố cũng tích cực làm vệ sinh môi trường trong các khu dân cư, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và gắn biển tuyến đường tự quản xanh sạch đẹp. Cũng trong dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên cùng với đoàn phường Bắc Lý đã bàn giao nhà tình nghĩa cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Hoàng Quang Huy ở tổ dân phố 13. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện 4 đợt hỗ trợ với tổng kinh phí 82 tỷ đồng cho ngư dân đồng 10 cải hoán tàu thuyền vươn khơi bám biển. Với nguồn kinh phí được hỗ trợ, ngư dân trong tỉnh đã đầu tư lắp máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, máy dò cá, mua bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên và đồng 10 cải hoán được 70 tàu cá có công suất lớn từ 500 cv trở lên.
đưa tổng số tàu cá công suất lớn từ 90 cv đến 1.000 cv của toàn tỉnh lên 1.100 chiếc. Được biết, thực hiện chính sách hỗ trợ cho ngư dân vay vốn để đồng mới cải hoán tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ và các phương tiện đánh bắt thủy hải sản theo nghị định số 67 NDCP của chính phủ. Từ nay đến năm 2016, tỉnh Quảng Bình đã có 1.000 hộ đăng ký tham gia. Trong những năm gần đây, các mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi ở Bố Trạch phát triển khá mạnh. Nhiều hộ chăn nuôi đã đầu tư công sức, tiền của để xây dựng những trang trại có quy mô lớn, đưa lại thu nhập cao cho gia đình và tạo việc làm cho người dân. Hiện nay, toàn huyện Bố Trạch có gần 30 trang trại chăn nuôi, trong đó có 10 trang trại chăn nuôi lợn, gà, còn lại là các trang trại chăn nuôi tổng hợp. Trong đó có nhiều trang trại được đầu tư với quy mô sản xuất lớn, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đến nay, huyện Bố Trạch đã tiến hành cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo tiêu chí 10 cho 14 trang trại. Để các trang trại chăn nuôi ở Bố Trạch tiếp tục phát triển bền vững, thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời tăng cường thông tin hỗ trợ cho các chủ trang trại và tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các kênh vốn ưu đãi để phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn dịch bệnh. Là một đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện Lệ Thủy, thời gian qua, ngoài thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh còn quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng tự vệ của đơn vị nhằm góp phần đắc lực vào công tác đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Với chức năng là đơn vị sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp cũng như dịch vụ vận tải, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh còn đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ để chế biến nhiều sản phẩm có uy tín trên thị trường, góp phần vào sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Thì chúng tôi là luôn luôn củng cố một cái trung đội tự vệ có 33 đồng chí, trong đó là có 22 một B cơ động và một khẩu đội 12/7 gồm có 11 đồng chí. Ngoài ra công ty chúng tôi có một lực lượng tự vệ 32 đồng chí và ở 14 đơn vị cơ sở đội sản xuất, nhà máy, xí nghiệp đều có các tiểu đội tự vệ. Hàng năm chấp hành nghiêm thì mệnh lệnh và thực hiện tốt chế độ chương trình huấn luyện trong năm, đạt kết quả tốt và có tính sẵn sàng chiến đấu cao. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty còn quan tâm xây dựng lực lượng tự vệ phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Lực lượng này đã dưới sự quản lý của phòng bảo vệ, công ty chịu trách nhiệm duy trì như các trung đội tự vệ nòng cốt và tổ chức huấn luyện như các chiến sĩ tự vệ khác. Hàng năm, công ty đầu tư hàng trăm triệu đồng cho công tác huấn luyện quân sự như thao trường bãi tập, mô hình học cụ. Cùng với việc phát triển kinh tế gắn với quốc phòng an ninh, thì các tổ chức quân chúng như công đoàn phụ nữ, cựu chiến binh của công ty đã hoạt động nhiều phong trào thi đua như lao động giỏi, vườn cây xanh sạch đẹp, phát triển chăn nuôi trồng trọt của từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới diễn ra rộng khắp trên các địa phương nơi có công ty, xí nghiệp đứng chân. Việc giáo dục truyền thống văn hóa văn nghệ cho cán bộ công nhân cũng như lực lượng tự vệ được tổ chức chủ đạo. Ban chỉ huy quân sự công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lệ Ninh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu và 92% khá giỏi trở lên. Song song với công tác huấn luyện, thì lực lượng tự vệ đã kết hợp với lực lượng bảo vệ trong doanh nghiệp tăng cường công tác tuần tra canh gác bảo vệ vườn cây, kho tàng, nhà xưởng, đặc biệt là vào các ngày lễ Tết. Là ban chỉ huy quân sự đã xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, phân công lực lượng cụ thể nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Và ban chỉ huy quân sự đã làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trong quá trình huấn luyện cũng như trong quá trình học tập tại đơn vị. Thì bản thân tôi luôn nêu cao tinh thần tự giác, tích cực học tập, nâng cao trình độ. Song song về nhiệm vụ đó, thì nhiệm vụ sau mỗi lần trở về đơn vị công tác thì tôi luôn phát huy cái tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong mọi hoạt động, mọi phong trào, đó là nhất là phong trào lao động sản xuất và phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Đồng thời cũng là một tuyên truyền viên tích cực vận động cán bộ, công nhân viên và người lao động chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Đối với công tác huấn luyện quân sự của lực lượng tự vệ, công ty xem đó là một nội dung để đánh giá chất lượng hoạt động của từng nhà máy, xí nghiệp trực thuộc. Hàng tháng, hàng quý, ban chỉ huy quân sự tự vệ đều tổng kết rút kinh nghiệm, bàn bạc để tham mưu đề xuất ban quản trị, ban giám đốc công ty tổ chức nhiều hoạt động thiết thực sát đúng với thực tế. Bằng những hoạt động xung kích đi đầu hiệu quả,
lực lượng tự vệ của công ty đã góp phần không nhỏ vào các hoạt động của đơn vị trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, xây dựng công ty ngày càng phát triển vững chắc hơn. Hiện nay, công ty là đơn vị có doanh thu lớn trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt năm 2012, công ty vinh dự được xếp hạng thứ 279 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất ở Việt Nam. Đó chính là nền tảng để công ty tiếp tục giữ vững vị thế, phát triển bền vững, xứng đáng với huân chương lao động hạng 3 do nhà nước trao tặng. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng biển cao từ 1 đến 2 m.